Xin kính chào quý bà con, quý anh chị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ 3 ngày 12 tháng 12 năm 2023, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng vào buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận. Chúc quý bà con, quý cô bác, anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hay giá mít, giá ớt thì có thể vào, giá nhãn thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá thanh long ruột đỏ hôm nay tại khu vực miền Tây thì loại 1 dao động từ 36 đến 37 ngàn, loại 2 dao động từ 30 đến 31 ngàn, loại 3 thì dao động từ 25 đến 26 ngàn đồng một ký. Đây là hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây, giá này là giá thương lái thu mua tại dựa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn từ 2 ngàn đến 3 ngàn đồng một ký. Thanh long ruột đỏ hiện nay thì hàng dạt dao động từ 8 ngàn, từ 7 đến 8 ngàn. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột trắng. Long ruột trắng hiện nay tại khu vực miền Tây thì hàng đẹp dao động từ 15 đến 16 ngàn, hàng sàn dao động từ 13 ngàn đến 14 ngàn. Long ruột trắng hiện nay thì hàng dạt dao động từ 6 đến 7 ngàn, đây là giá tại khu vực miền Tây. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột trắng tại khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì bò đẹp dao động từ 14 ngàn, 15 ngàn, 16 ngàn, bò sàn thì 12 ngàn, 13 ngàn, 14 ngàn. Còn hàng dạt của thanh long ruột trắng thì cũng đang nằm trong từ 6 đến 7 ngàn. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ hôm nay, thanh long ruột đỏ hiện nay tại khu vực Bình Thuận thì giá cũng đang có bị biến động nhẹ so với ngày hôm qua. Thanh long ruột đỏ khu vực Bình Thuận hiện nay thì loại 1 dao động từ 35 ngàn, loại 2 dao động từ 30, còn loại 3 dao động từ 25 đến 26 ngàn. Đây là hình giá thanh long ruột đỏ tại khu vực Bình Thuận. Thì theo từng khu vực, thì theo từng nơi, hàng dạt của thanh long ruột đỏ hiện nay thì dao động từ 8.000, từ 7 đến 8.000. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con, quý anh chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày vui vẻ, may mắn và luôn thành công.